Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 3 sách cánh diều, bài 83. Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100.000. Rồi trước hết là chúng ta có một tình huống như sau. Trang trại có 3.936 quả dưa cung cấp cho 3 siêu thị lớn. Như vậy, mỗi siêu thị được cung cấp bao nhiêu quả dưa? Gợi ý là chúng ta chia đều cho 3 siêu thị. Kem lấy 3.936 quả dưa, chia đều cho 3 siêu thị. Tức là chúng ta thực hiện phép chia 3.936 chia cho 3. Kết quả bằng bao nhiêu? Thì đây là phép chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100.000. Ở đây số có một chữ số là 3. Để thực hiện phép tính này thì chúng ta sẽ làm như sau. 3.936 chia cho 3. Rồi bao giờ cũng vậy, chúng ta chia từ bên trái sang bên phải. Ở đây các em lấy 3 chia trước này. 3 chia 3 được 1, viết 1. 1 nhân 3 bằng 3. 3 trừ 3 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 3 được 3. Viết 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Hạ 3. 3 chia 3 được 1. Viết 1. 1 nhân 3 bằng 3. 3 trừ 3 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 3 được 2, viết 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Vậy 3.936 chia cho 3 bằng 1.312. Rồi, tiếp theo là các em sang phần bài tập. Bài tập số 1, tính 4.862 chia cho 2 bằng bao nhiêu? Rồi, các em chia từ trái sang phải. Trước hết là các em lấy 4 chia 2 được 2. 2 nhân 2 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Tiếp theo là các em hạ 8 xuống. 8 chia 2 được 4. 4 nhân 2 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Tiếp theo là các em hạ 6 xuống. 6 chia 2 được 3. 3 nhân 2 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 2. 2 chia 2 được 1. 1 nhân 2 bằng 2. 2 trừ 2 bằng 0.
Vậy 4.862 chia cho 2 bằng 2.431. Rồi các em sang phép chia tiếp theo. 9.639 chia cho 3. Các em lấy 9 chia 3. Được 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 3 được 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 3. 3 chia 3 được 1. 1 nhân 3 bằng 3. 3 trừ 3 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 3 được 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Vậy 9.639 chia 3 bằng 3.213. Tiếp theo, 48.488 chia cho 4 bằng bao nhiêu? Các em lấy 4, chia 4, được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 8. 8 chia 4 được 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Hạ 4. 4 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 8. 8 chia 4 được 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Hạ 8. 8 chia 4 được 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Như vậy 48.488 chia 4 bằng 12.122. Tiếp theo, các em sang bài tập số 2 câu E. Tính rồi nêu thương và số dư trong mỗi phép chia sau. Phép chia thứ nhất là 425 chia cho 2 bằng bao nhiêu và dư bao nhiêu? Đầu tiên các em lấy 4 chia 2 được 2. 2 nhân 2 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 2. 2 chia 2 bằng 1. 1 nhân 2
bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0, hạ 5, các em lấy 5 chia 2, thì các em nhẩm như thế nào? Chia cho 2 thì các em nhẩm bảng nhân 2. 2 nhân 1 bằng 2. 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân 3 bằng 6. Như vậy số 5 nó ở giữa số 4 và số 6. Cho nên số 5 các em không thể phân tích thành 6, mà số 5 chúng ta chỉ có thể phân tích thành 4 cộng 1. 5 chia cho 2 thì các em lấy 4 chia 2. 4 chia 2 bằng 2 và dư 1. Như vậy 5 chia 2 thì chỉ được 2 thôi. Các em lấy 2 nhân 2 bằng 4. 5 trừ 4 bằng 1. Tức là 5 này chia 2 bằng 2 và dư 1. Vậy 425 chia 2 thì có thương là 212 và số dư là 1. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em làm đối với phép tính tiếp theo. 55.558 chia cho 5. Có thương là bao nhiêu? Số dư là bao nhiêu? Năm mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi tám chia cho 5. Các em lấy 5 chia 5 được 1. 1 nhân 5 bằng 5. 5 trừ 5 bằng 0. Hạ 5 xuống. 5 chia 5 được 1. 1 nhân 5 bằng 5. 5 trừ 5 bằng 0. Hạ tiếp số 5 thứ 3 xuống. 5 chia 5 được 1. 1 nhân 5 bằng 5. 5 trừ 5 bằng 0. Hạ tiếp số 5 thứ 4 xuống. 5 chia 5 bằng 1. 1 nhân 5 bằng 5. 5 trừ 5 bằng 0. Hạ 8. 8 chia 5 thì được mấy? Chia cho 5 thì các em nhẩm bảng nhân 5. 5 nhân 1 bằng 5. 5 nhân 2 bằng 10. Ở đây là 8. Thì 8 nó ở giữa số 5 và số 10. Vì vậy số 8 các em không thể tách thành 10 được. Mà số 8 các em chỉ có thể tách thành là 5 cộng 3. 8 bằng 5 cộng 3. Các em lấy 5 chia 5 bằng 1 và dư 3. Được chưa? Cụ thể là 8 chia 5 bằng 1. 1 nhân 5 bằng 5. 8 trừ 5 bằng 3. Vậy phép chia có thương là 11.111 và số dư là 3. B. Thực hiện các phép chia rồi thử lại theo mẫu. Ở đây chúng ta có mẫu như sau.
935 chia 3. Trước hết là các em đặt tính và thực hiện phép tính 935 chia cho 3. Ta tính được bằng 311 và dư 2. Tức là thương là 311 và số dư là 2. Thử lại xem là chúng ta thực hiện phép tính có đúng hay không. Kết quả có đúng hay không thì chúng ta sẽ thử lại như sau. Các em lấy thương nhân với số chia cộng với số dư. Nếu nó đúng bằng số bị chia thì phép chia chúng ta thực hiện là hoàn toàn đúng. Cụ thể trong phép tính này, các em lấy thương là 311, các em nhân với số chia tức là nhân với 3, sau đó cộng với số dư tức là cộng với 2. Đúng không? Các em lấy 311 này nhân với 3 trước này bằng 933 này, được chưa? Sau đó các em lấy 933 các em cộng với số dư là 2. Kết quả bằng 935. Thì 935 này nó chính là số bị chia, bằng số bị chia, chứng tỏ là phép tính này hoàn toàn là đúng. Rồi theo mẫu, các em làm tương tự đối với phép tính 4247 chia cho 2. Trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. 4247 chia cho 2. Rồi, các em lấy 4 chia 2 trước, được 2. 2 nhân 2 bằng 4. Hạ 2. 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 2. 2 chia 2 được 1. 1 nhân 2 bằng 2. 2 trừ 2 bằng 0. Hạ 4. 4 chia 2 được 2. 2 nhân 2 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 7 xuống. 7 thì các em tách thành 6 cộng 1. 6 chia 2 bằng 3. Và dư 1. Đúng không? Cụ thể này, các em lấy 3 nhân 2 bằng 6. 7 trừ 6 bằng 1. Rồi bây giờ chúng ta thử lại xem phép tính chúng ta vừa thực hiện có đúng hay không. Cách thử lại là các em lấy thương nhân số chia cộng với số dư. Thương ở đây là 2123 nhân với số chia tức là nhân với 2 cộng với số dư là 1. Nếu nó đúng bằng số bị chia, tức là nếu nó đúng bằng 4247 thì phép tính chúng ta vừa thực hiện là hoàn toàn đúng. Rồi cụ thể chúng ta thử lại như sau. Trước hết là các em lấy 2123. Các em nhân với 2 trước. Được bao nhiêu các em cộng tiếp với 1. 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân 1 bằng 2. 2 nhân 2 bằng 4. Bốn nghìn hai trăm bốn mươi sáu kem cộng tiếp với 1. 6 cộng 1 bằng 7. Hạ 4. Hạ 2. Hạ 4. 4247. Đúng không? Nó chính là số bị chia. Vậy 4247 chia cho 2 bằng 2123 và dư 1. Sau khi thử lại thì chúng ta hoàn toàn có thể chắc chắn khẳng định
là 4.247 chia cho 2 bằng 2.123 và dư 1. Tiếp theo là 8.446. Các em chia cho 4 bằng bao nhiêu? 8 chia 4 được 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Hạ 4. 4 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 4. 4 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 4. 6 chia 4 được mấy? À, 6 các em tách ra thành 4 cộng 2. Các em lấy 4 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 6 trừ 4 bằng 2. Vậy 8.446 chia 4 bằng 2.111 và dư 2. Bây giờ chúng ta thử lại. Các em lấy thương là 2.111 nhân với số chia, tức là nhân với 4. Sau đó các em cộng với số dư là 2. Nếu nó đúng bằng số bị chia, tức là nếu nó đúng bằng 8.446, thì phép chia chúng ta vừa thực hiện là hoàn toàn đúng. Trước hết là các em lấy 2.111 nhân với 4 bằng bao nhiêu thì các em cộng tiếp với 2. 4 nhân 1 bằng 4. 4 nhân 1 bằng 4. 4 nhân 1 bằng 4. 4 nhân 2 bằng 8. 8.444. Các em cộng tiếp với 2. 4 cộng 2 bằng 6. Hạ 4. Hạ 4. Hạ 8. Như vậy đúng bằng 8.446, tức là kết quả đúng bằng số bị chia. Vậy 8.446 chia 4 bằng 2.111 và dư 2. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Có 930 gram đỗ xanh chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi đỗ xanh như thế cân nặng bao nhiêu gram? À, 930 gram mà chia đều vào 3 túi thì các em lấy 930 chia cho 3. Đúng không? Cụ thể chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Mỗi túi đỗ xanh cân nặng số gram là 930 chia đều cho 3 túi thì các em chia cho 3. Phép tính này các em hoàn toàn có thể nhẩm được. 930 tức là 93 chục. Các em tách ra một chữ số 0 cuối cùng thì chúng ta có số 93, tức là 93 chục chia cho 3. Các em nhẩm 93 chia 3. 9 chia 3 bằng 3. 3 chia 3 bằng 1. Tức là 93 chia 3 bằng 31. 31 chục. 31 chục. Chục thì có một chữ số 0. Trăm thì có hai chữ số 0. Được chưa?
310g. Đáp số là 310g đỗ xanh. Rồi, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.